Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Đầu game mà tôi có cái con Soundbreaker 2 sao anh em ạ. Con này lên 2 sao sớm rất là sướng. Giết quái là được tiền. Đầu game mà hơn đối thủ 3 tiền nó lợi thế lắm ấy. Nhưng mà bài ra có vẻ nó không liên quan đến nhau lắm nhỉ. Xem nào. Warrior chăng? Con nào muốn mua mà chắc là phải kẹp hai đỏ vào, hai đỏ ba warrior ta Witcher thôi, chả cần. Meta này chơi một thời gian thấy cân bằng phết anh em ạ. Warrior nó không quá bá đâu, như là những cái trận đấu không có Lancer, không có chúa quỷ thì chắc là cũng chả chơi warrior làm gì. Thật sự là như thế, trận này chỉ gọi là chơi đầu game ra mấy con warrior sớm thì chơi tạm, chứ còn late game trận này thấy có vẻ như là Saman khỏe. Saman này, Lâm Rồng, Lâm Rồng có Dark Spirit là chơi được. Tự nhiên ra ác mộng hai con ạ, thề. Chả nhẽ nó lại là cái bộ Warlock kìa. Không, Warlock ở cái thời điểm hiện tại sau khi update rất yếu nha anh em nhá. Đây nó không phải là một cái bài chơi được đâu. Nó gọi là xuống hố luôn đấy. Thậm chí là đánh giá cái bộ Warlock nó còn yếu hơn cả bộ Witcher cơ. Witcher bây giờ nó yếu rồi, Warlock nó còn yếu hơn. Nó có cái bộ 9m ấy. Nếu mà mua con ăn mộng này có thể là chúng ta chơi 9m. Thằng Fakke. Hoặc là Exit thì sao? Exit trận này ok nhá. Exit trận này được. Exit trận này là có 5 đô 5 đô Exit là chơi được đấy. Để xem là có chơi được Exit không. Nhưng mà Exit thì sợ Saman nhỉ. Những cái trận đấu mà có cái con mèo 5 đô thường là tôi sẽ không chơi Exit. Thế nào cũng sẽ có thằng nó chơi Saman. Đội hình này tương đối khỏe rồi. Bây giờ mà cái con ác mộng lên được 2 sao nữa thì quá tuyệt vời luôn. Nếu mà ác mộng lên được 2 sao thì nó sẽ là Exit. Còn nếu mà nó không lên thì chúng ta sẽ tính cái con đường khác. Ở đây nó ra con Thunder Spirit này. Thunder Spirit thì có thể chuyển sang 9m. Đúng không? 9m cũng được. Sẽ có một vài sự lựa chọn thôi. Nó sẽ không có nhiều sự lựa chọn như ngày trước đâu. Ngày trước thì có thể là nó sẽ là gì? Nó sẽ là Warlock. Nhưng mà bây giờ thì không. Lại ngài tuần cơ mà. Ừ, gặp bao giờ mà lại ngài đấy nhở. Ghê vậy. Gọi tôi là ngài xấu hổ quá đấy mất thôi. Cái con BH này nó có một cái là lại còn có ông lại đúng idol không. Chào cái đã. Xin chào anh em nhá. Ừ, 9m hay là ở đây. Goblin à? Goblin trận này làm gì có bom, nó không chơi được. Không, trận này không thể là Goblin ở đâu. Cứ ra cặp cặp thì khó chịu thật đấy. Lên 2 sao phải ngon không? Nó sẽ là cái gì đây nhỉ? chơi Goblin God thì đúng là idol rồi à? Sao lại có người hiểu tôi đến như thế nhỉ? Đích thị là fan cứng ở trên kênh em tôi đây rồi anh em ạ. Dã man. Vừa mới ra video clip cách đây mấy ngày đấy. Chơi Goblin God. God Goblin. Bộ God Goblin chơi được mà anh em. Meta này chơi được. Bây giờ kết hợp với cả God với Goblin được. Và cái bộ đấy nó cũng khá là khỏe. Shadow lên được 2 sao. Ok. Thế thôi nhỉ. Chắc là giải tán cái bọn mết rồi đó. Tôi nghĩ là cái con Shadow lên được 2 sao thì thôi. 9m làm gì nữa. Anh em nhỉ. Có thể là God kết hợp với cả Goblin đấy. Có kết hợp Goblin được. Mà không có bom.
Thế thì thôi. Không, 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 không. Trận này mà lên con Shadow này sớm này thì khả năng về Warlock là đúng rồi đấy anh em ạ. Khả năng là về Warlock là đúng rồi đấy. Nhưng mà từ từ đã. Warlock này không phải là Warlock God. Mà Warlock này nó sẽ là gì? Warlock Witcher. Warlock Witcher anh em ạ. Cái bộ này mà đánh ở level 10 mà dồn đồ cho cái con Shadow này nó cứ khỏe luôn. Cực kỳ khỏe. Trận này có Dark Spirit nữa. Thiếu mỗi Bad Omen thôi. Đây rồi. God này. Tất nhiên là bây giờ thì chưa cho vào. Bây giờ đội hình nó đang khá là ok. Thắng này sẽ có Free Roll. Cái con Soulbreaker này nó chỉ ăn tiền được một lần duy nhất thôi anh em ạ. Nó không ăn tiền được theo mỗi round đâu. Đấy. À ông kia ông cũng vẫn đang thanh minh là tôi có phải là hàng Ryu hay không. Trời, Ryu hay không thì tí nữa sẽ rõ, có cái gì đâu. Nếu mà thua thì rõ ràng là nó không phải là Ryu rồi nhá. Còn nếu mà nó top 1 ấy thì chắc chắn nó là hàng Ryu đấy. Lý thuyết cơ bản mà anh em xem kênh của tôi lâu anh em sẽ biết. Quá đơn giản để có thể biết được là Ryu hay là fake. Ok. Bán cái này đi nhỉ. Lấy tiền, 20 tiền. Còn ai chưa gặp nhỉ? Xem nào. Thử xem còn ai chưa gặp. Nó sẽ quyết định xem là lên up cấp hay là không. Rồi, gặp chùn lè Eco. Thế thì ok rồi. Rồi, round sau chắc là không phải làm gì cả. Mà cầu ra gấu Metalist rồi đấy. Căng đấy. Trận này có ngộ không, khả năng sẽ có nhiều người chơi Metalist. Ok. Ây da à, vậy là ra nhiều con Shadow này. Thế thì có vẻ như chúng ta đang đi đúng hướng rồi đấy. Goblin hay là ở đây? Goblin hay là Witcher đây? Lại phải up cấp anh em ạ. Hết slot rồi. Tôi đang phân vân nên tôi cũng chưa muốn bán những cái con Goblin này. Bởi vì là nếu mà bây giờ mà ra một con Soulbreaker nữa ấy, chúng ta sẽ có hai con 2 sao. Lúc đấy nó sẽ củng cố cái việc là giữ cái chuỗi này lâu hơn. Tất cả những con này đang sắp lên 2 sao hết rồi anh em ạ. Thôi up cấp lên. Ok. Cho lên 2 sao thế nào. 2 sao đi thế nào. Ui giời ơi, chán thế nhở anh em nhở. Chán thật đấy. Mấy con 1 tiền này mãi không lên 2 sao luôn. Khi mà chúng ta up cấp càng cao ấy thì cái tỷ lệ ra 1 tiền nó càng thấp. Mà nếu mà nó không ra thì khả năng sẽ không chơi được anh em ạ. Chúng ta khi là chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Chuẩn bị sẵn tinh thần là chuyển sang Witcher sớm. Goblin mà không lên 2 sao thì đuối lắm. Cái tầm mà sau ra 21 mà form được Witcher thì nó vẫn ok. Nếu mà không mua sau này tìm được ra con tabu nó cũng khó. Khó ra. À, ưa. Có anh em bảo là chỉ có ông Tòn mới lên được SF lên 3 sao. Đấy, còn tôi không lên được á. Sao tôi lại không lên được? Tôi sẽ lên được. Đấy, cứ đợi hồi sau sẽ rõ. Tại sao tôi lại không lên được? Tôi cũng lên được thì làm sao nhỉ? 3 sao. Bây giờ tôi có 4 con rồi này. 4 con rồi. Chỉ cần 5 con nữa thôi. Với tình hình chuỗi thắng như này, Hyperon thì khả năng là sẽ lên được 3 sao thôi.
Mà trận này tôi lại có một cái ý tưởng là như này. Nó có cái con mèo 5 đô, tại sao chúng ta không đánh hai con thôi? Chúng ta đánh hai con 2 sao thôi, xong kẹp mèo vào cho nó xòe quạt, lấy cái RO nữa thì 4 lần xòe quạt. À đâu, 5 lần xòe quạt luôn. Thì có vẻ ngon không? Ui rồi, 5 lần xòe quạt thì chắc là căng lắm nhỉ. Được đấy. Ôi tôi chết rồi, thua rồi này. Vãi đài. Thề. Thua thật rồi này, thua thật sự rồi. Thua không? Ui chắc là thua rồi anh em ạ. Thần ăn được quả này căng ấy nhở. À hóa ra lấy cái món đồ chống phép anh em ạ. Khỏe thật sự. Thực ra bài tôi nó cũng lèo khèo ấy, nó không lên được 2 sao. Giờ mất chuỗi rồi. Mà mất chuỗi thì đánh từ tốn thôi vậy. Có bao nhiêu cái công nghệ mất để roll nhưng mà cuối cùng là nó không lên được. Trên này khả năng là sẽ có beat, có meteorite kết hợp với cả Saman đúng không? Nhìn thấy giống là kết hợp với Saman. Ok. Và Aegis nữa. Vậy là trận này có cả Aegis. Rồi, có Aegis khá là khó chơi. Thua này. Bắn rất đau. Nhưng mà Aegis gặp Saman thì chắc là cũng sẽ toang thôi. Tôi nghĩ chuyện này có mèo 5 đô thì chắc chắn sẽ có người chơi Saman. Cụ thể ở đây nó sẽ là Metalist Saman đấy. Tôi thấy là có người đã bắt đầu nhăm nhe rồi. Ok. Bởi vì bây giờ là tôi đã mất chuỗi nên là tôi cũng sẽ đánh từ tốn thôi anh em ạ. Không có gì phải vội cả, chúng ta sẽ đánh ở level 7. Tự nhiên là cái gì đấy? Cuối tuần có khác cái gì đấy? Cuối tuần thì tôi chỉ hy vọng là các anh em xem video clip, anh em sẽ được những cái trận đấu mãn nhãn hay ho đấy để phục vụ các anh em đấy. Và anh em yêu mến vui vẻ thì có thể để lại cho tôi một like anh em nhé. Chứ còn dạo gần đây tôi thấy anh em là rất ít like. Buồn lắm nhưng mà thôi, cũng bây giờ mới nói. Để trong lòng thôi, không nói nhiều đâu. Nhưng mà tự nhiên tiện đây thì nói thôi anh em ạ. Rồi, vậy là chúng ta đã có hai con Soundbreaker. Kênh thì bây giờ thực sự là rất ít tương tác, ít đề xuất. Tôi vào trong cái static ở trong studio YouTube ấy, tôi nhìn mà video đề xuất 0%, 0 người. Tôi chán rồi. Bây giờ hoàn toàn nó là kênh tự thân thôi. Chứ còn YouTube nó không đề xuất kênh của tôi nữa. Và tôi không hiểu tại sao luôn. Đấy, từ cái đợt mà đổi tên ấy là nó vẫn thế, nó vẫn từ lúc đấy trở đến bây giờ là nó thế, nó gần như là nó không đề xuất luôn. Nên là chỉ có kênh này là bây giờ là chỉ có là các anh em mà yêu mến mà đăng ký này, rồi ấn chuông các thứ thì nó tự lên thông báo thôi. Cho các anh em xem kênh, anh em yêu quý anh em vào. Còn mà cái kiểu dạng người mới ấy, tôi phải chia sẻ thật với anh em là 1 năm rồi là gần như là không có người mới xem kênh tôi. Đấy. Chán luôn, buồn lắm. Nhưng mà cũng chả biết làm nào. Nó là thuật toán rồi anh em ạ. Thuật toán ở YouTube rồi. Mà chỉ vì một cái lần đổi tên mà bây giờ nó như thế. Đó. Đây đó, Zipper này. Hai con Zipper luôn này. Hai con Zipper nhưng mà chúng ta sẽ phải up level 9 à. Thế thì thôi. Không. Hoặc là bỏ con dơ so ra, nhưng bỏ con dơ so ra thì bắn trưởng hơi chậm. Cái bộ này nó cần bắn trưởng nhanh anh em ạ. Thôi 2 sao cho vào rồi, đánh một cặp thì nó cũng mỗi 1 sao rồi mà. Cũng không ngon lắm đâu. Đấy, trận này có thể là sẽ có cả Wario. À không phải, thằng này là thằng bị out rồi. Có mết à? Hay là hình như là sẽ có một cái người sẽ chơi là cái bộ Insectoid. Có phải Insectoid không? Insectoid thì lại về Goblin ngon.
Ok. Thế này thì tôi cũng chưa biết tôi chơi gì đâu. Nếu mà bây giờ tôi roll một lúc mà cái con BH này nó lên được 3 sao ấy, sao breaker ấy, lên được 3 sao thì khả năng là chúng ta chơi God Goblin cũng ngon. God Goblin kết hợp với cả con BH này mà nó tung trưởng thì ví dụ như là chúng ta có một con Grim chẳng hạn. Xong rồi combo quẹt mực cộng với cả BH 3 sao thì cũng kinh đấy anh em ạ. Làm content cuối tuần luôn. Thằng này có phải God Warlock không? God Warlock tại sao lại chơi cái bộ này nhỉ? Thậm chí là tôi còn ra hai cái con ác mộng tôi còn không chơi luôn, tôi bỏ luôn mà. Trời ơi, cái bộ này nó yếu lắm anh em ạ. Anh em chơi God Goblin nó còn mạnh hơn. Anh em không tin tôi à? Hôm trước tôi đã chơi God Goblin rồi đấy, anh em thấy mạnh. Chơi ngang với cả bọn Warrior thời điểm hiện tại luôn ấy. Đánh late game luôn ấy, solo. Trận đấy là solo với Warrior đánh coi như là ngang kèo, xong có round còn ăn được luôn. Cuối cùng là giành chiến thắng chung cuộc. Vì là tôi đã chuyển bài, nhưng mà nó giữ được máu rất là lâu. Chứ còn nếu mà anh em chơi anh em chơi cái bộ God Warlock thì thậm chí nha là Warrior nó còn đấm nó sấp mặt cơ anh em ạ. God Warlock sợ Warrior luôn. Thải lên ù khỏe thế. Vậy đái ạ. Thề. Toàn gấu 2 sao luôn. Nhưng mà cũng sắp đi rồi. 41 máu. Không xả tiền nhanh lên thì cũng sắp đi rồi. Thôi cứ dần dần lên 9 thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ lên 9. Trận này không có chúa quỷ. Chúng ta sẽ không chơi cái bộ Witcher theo cái kiểu là lấy đam đánh tay được nữa. Chơi theo kiểu là Witcher bắn trưởng đi. Như thế chúng ta sẽ phải lấy những cái đồ bắn trưởng, đúng không? Và kết hợp với cả God. Trận này sẽ có hai người đi beat à? Beat được God beat à? Chơi God beat luôn. God beat. God beat thì đấm được God Warrior. À đấm được God Warlock. Đấm được God Warlock. Nhưng mà gặp Warrior thì cũng sấp mặt thôi. Mà thằng Warrior kia nó không lên được level 9 thì đi rồi. Còn có 12 máu. 12 máu ra 20. Bây giờ lên ra 21 thì cũng không đủ tiền lên 9 nữa rồi. Thì là đi thôi. Chơi bộ 9 Warrior thì nó phải lên được 9 cơ. Còn nếu mà sau ra 21 mà vẫn lang thang ở 8 thì vẫn sẽ bị thua. Mà máu thấp thì kia. Úi dồi, chuối cộng 10 luôn. Dã man thật. Vẫn chưa ra 6 Goblin nhỉ. Chúng ta thiếu một con. Thiếu một Goblin. Đấy là cái con Velomancer chưa ra. Đen nhỉ. Ok. Rồi, đánh từ tốn thôi anh em ạ. Không phải roll làm gì cả. Bây giờ không có ý định form thì không lên roll. Form về Goblin thì tôi nghĩ là thôi. Trận này khả năng là chuyển dần sang chơi Witcher thôi anh em. Bây giờ cái con mà tôi hy vọng ra nó là con mèo ấy. Thằng này đi không? 12 máu đi luôn không? Tầm này chắc là cũng chưa được 12 máu đâu nhỉ? Chắc vẫn sống á. Ok, còn 2 máu. Đây rồi, 6 Goblin này. Rồi, 6 Goblin cái đã. 6 Goblin cái đã.
Thiếu một con à? Ok. Này hơn không? Đây, 6 Warlock này. À không phải, thằng này chơi gì? Ô, thằng này chơi gì nhở? Witcher. Phải không? Không rõ, không rõ, không rõ. Rồi, tôi đủ bộ rồi. Goblin đủ bộ mạnh rồi anh em ạ. Mèo, ui rồi ui, quá tuyệt vời luôn. Bây giờ như nào đây? Phải lên 10. Lên 10 kẹp 2 mèo mới mạnh được. Ok. 6 Goblin. 23 lên 10 thì có vẻ hơi sớm nhưng mà thôi kệ. Lên 10 kiếm mèo 5 đô thì làm sao? Lên 2 sao thì lại uy tín luôn. Hợp lý đấy. Rồi, beat này. Cáo lên được 2 rồi. Khả năng là tôi sẽ bị đẩy. Đánh được không? Round này khó đấy. Round này hơi khó. Gặp beat nó mạnh rồi. Sau round 23 không được đủ bộ ra được. Kẹp cả Doom rồi ấy hả? Đánh với cả God kẹp Doom rồi đó. Ui căng đấy. Đánh ác thật. Cắt chuỗi luôn với cày. Nói chung là beat cũng thế giới rồi. Nên con cáo 2 sao bắt đầu mạnh lên rồi. Đấy thằng Warrior chết rồi kìa. Không lên được level 9 thì xác định thôi. Rồi bây giờ tôi lên 10 là nếu mà chúng ta chuyển sang cái bộ Witcher ấy là nó mạnh rồi đấy anh em ạ. Nó đủ 10 con rồi. Tức là nó sẽ phát huy cái sức mạnh tối đa của cái bộ Witcher. Vấn đề là bây giờ có ra Tabu cho tôi không thôi. Tabu rồi ảo ảnh rồi Fallen Witcher. Mà trận này thì không cần full lần, trận này thì có kiếm hồn, kiếm hồn ngon. Được không? Meteorite Sama này. Khỏe đấy. Nhưng mà gặp tôi thì tôi có khả năng hồi máu và tôi rất trâu. Cái con ngộ không này nó sẽ gây khá là ít đam. Nếu mà không lổ Metalit thì thực ra là nó cũng chả có vấn đề gì cả. Khá yếu. Ok. Có giáp xoay. Ê à, cũng mất thời gian phết đấy nhở. Cái bóng của con ngộ không tạo ra từ cái gương, nó không được hưởng cái hiệu ứng bị động của skill. Đấy, video clip này là anh em thấy rõ nhá. Nó sẽ không có vụt được đâu. Mặc dù là skill bị động ấy, nhưng mà nó sẽ không vụt được. Nên là không phải cái gương là cái skill bị động nào nó cũng sẽ có tác dụng với cái gương đâu nhá anh em nhá. Đấy anh em lưu ý. Tầm này tôi bây giờ tôi cũng đang rất là khỏe đấy. Tôi có thể giữ tiền một thời gian nữa vẫn được anh em ạ. Này nó già hai kia khả năng là chuyển sang 9m. Chuyện này 9m là căng luôn. 9m 5 rồng là chơi được luôn nhá. Đánh chỉ cần lên level 11 thôi là đủ bộ. Đồ không ok cho lắm. Tôi đang không muốn mấy cái đồ này. Thôi cái đồ nào không dùng thì vứt bớt đi anh em nhé. Đổi đồ tím thôi. Kiếm ví dụ cái RO cái xích đều rất là ngon. À đây cái này mới ngon này. Ok vậy là tự nhiên chúng ta có hai gót.
Ok. Tsunami à? Tsunami này có cần không nhỉ? Đánh về lâu về dài thì con này cũng sẽ cần đấy. Nhưng mà bây giờ còn chưa form được đội hình ôm cái con Tsunami sớm. Cảm giác bây giờ vẫn chưa cần lắm ấy. Có một nhà chơi mết thôi. Nét game chuyển sang sau cũng được. Đây này còn đang sấp mặt với nhà Exit đây này. Ây à, đẩy căng á. Ơ sao Saman nó không làm gì được, còn vẫn còn 75 màu á. Vai. Đây đẩy căng này. 19 máu luôn này. Thề. Velomaster tôi nghĩ tôi cũng sẽ không mua đâu. Chả có slot mà chơi. Bây giờ chủ yếu là kiếm lốt cái con ảo ảnh xong rồi chuyển sang Witcher luôn anh em ạ. Bây giờ ra ảo ảnh là tôi sẽ chuyển luôn, chứ tôi không có vương vấn cái bộ Witcher nữa. À cái bộ Goblin nữa. Chuyển sang Witcher luôn. Trong lúc roll chúng ta sẽ kiếm thêm một cái con Shadow Evil nữa để kết hợp với hai con mèo anh em nhé. Godbeat thật anh em ạ. Ui vậy đài Godbeat này. Godbeat. Ơi mà Godbeat này kết hợp với gấu làm cò à. Hay à. Thế thì căng quá mà. Ui đi rồi. Godbeat này. Gấu lăn chả mất tí đam nào luôn. Ui lại ra Tsunami này. Con Tsunami chắc là tí nữa anh em ạ. Tầm này tôi chưa muốn mua con Tesu. Từ từ đã để form đủ bộ đã. Đây rồi. Thế thôi nhỉ. Giải tán thôi. Được chưa? 4 Witcher này. Ơ. Đâu nhỉ? Đây. 4 God. 4 Witcher. Được chưa? Hợp lý chưa? Tôi nghĩ thế này là hợp lý rồi. Tí nữa mà lên được con thêm một con Shadow Evil nữa ấy, thì là tôi sẽ bỏ cái bộ God ra. Chơi 2 God thôi đủ rồi. Tương đối mạnh. Ây da. Nhưng mà thua. Thua này. Nhiều thế. Tôi vẫn còn quá nhiều những cái con một sao á. Anh em ạ. Để như này đi. Ok. Cái gì đấy? Mết này. Mết kết hợp với cả Spirit khỏe luôn. Chết rồi, đẩy đau thế. 23 máu ạ. Ui tôi sắp đi rồi. Chết bỏ mẹ. Thảo ơi. Saman đi rồi đúng không? Ok. Rồi, chuyển sang Witcher kết hợp với cả Exit được. Saman đi rồi anh em ạ, chưa được. Chúng ta chia đôi máu của cái bọn sáu đỏ ra. Đấy, chia đôi máu của bọn sáu đỏ, chia đôi máu của bọn Mết. Xoẻ quạt phát là bay màu toàn bộ đội hình, được không? Anh em thấy có hợp lý không? Đấy, vẫn kết hợp được với cả 4 God nhé. Mèo thì sẽ lấy vào sau.
bao giờ mèo lên được 2 sao hoặc là thêm một con Shadow Evil nữa thì chúng ta mới cho mèo vào, còn để như này bây giờ là khỏe rồi. Bây giờ tụt xuống top 4 rồi đấy. Giáp chưa ta này này, chống Mr. Toon. Ok, đây rồi, hay quá, quá là ok luôn. À rồi, đây rồi, được rồi này anh em này, đủ bộ rồi. Ok, bỏ Exit ra cho mèo nhá. Hai mèo vào, đấy. Ui, tôi có cả rô nữa anh em ạ. 5 lần tung trưởng sẽ rất là đẹp mắt đấy. Thế này thì khác gì bắn pháo hoa đâu. Để xem nào, quả trứng này đập cho con nào đấy. Là mua quả trứng tí đập cho con mèo 2 nhỉ. Đây rồi, 6 đỏ. Gót 6 đỏ dồn đồ cho Sailing Assassin. Anh em cả, anh em nhìn cả. Ui, nó xoay quanh liên tục anh em ạ. Xoay quanh liên tục luôn. Xoay quanh liên tục mà sau gây đam ít thế. Xoay quanh liên tục mà không ăn thua. Thật là điên rồ. Cái kiểu gì vậy? Xoay quanh liên tục nhưng mà không liên thua, không ăn thua anh em ạ. Như đẩy ngược lại luôn. Sắp đi rồi này, 21 máu cả. Sao nhiều vậy? Vớ vẩn thật sự. Rao đấy mà 21 máu. Sai thế nhở. Ơ kìa, sao không ra? Một con Shadow nữa thôi. Quả trứng đây rồi. Trứng này có khi đập cho Shadow đây anh em ạ. Sắp đi nơi rồi. Sợ thật. Exit này. Được không? Anh em ơi. Sau quả xòe quạt bắn pháo hoa thì dọn toàn bộ đội hình Exit. Vậy là solo với cả mết à, lên game à. Ok, 5 rồng 9 mét. 5 rồng 9 mét đánh ở level 12 luôn mà. Căng thật. Được không? Anh em bảo tôi có thể ăn nổi không? Tách hai con sang hai bên. Có khi bây giờ kẹp cá rồi anh em. Bây giờ chuyển sang kẹp cá thôi. Ok, Shadow này, round sau lên được 3 sao. Mà tính xem có lên 3 sao không hay là để 2 sao ngon hơn. 2 sao kẹp với cả mèo thì nó có được 5 lần tung trưởng. Ok ông, cắt chuỗi được không? Chúng ta có gót, chúng ta tung trưởng liên tục. Ok đấy. Rồi. Người 2 máu. Năm rồng kết hợp với cả không phải, kia là kết hợp với cả Warlock, sau đó kết hợp với con Spirit. Chứ không phải là 9 mét. Kia không phải 9 mét. À đâu, vẫn 9 mét mà. Ui thì mạnh thế. Vừa có Spirit, vừa có 9 mét, vừa có 5 rồng ạ. Ui vẽ đái ạ, thật. Đúng rồi, thế thì không được rồi anh em ơi. Thế này thì phải bỏ mèo thôi. Phải kẹp 6 cá. Đúng rồi, 6 cá. Phải 6 cá thôi anh em ạ. Kiếm 6 cá mà thôi. Nó có cả 9 mét luôn mà. Tối thượng rồi.
Vừa có 9m, vừa có 5 rồng, vừa có 4 spirit nữa. Căng thế nhở. Thua này, ui, hỏng rồi. Vậy là round 35, chúng ta còn một round thôi. 12 máu này thì chưa đi, còn 4 máu. Ok. Phải kiếm cá vào thôi anh em ạ. Mà từng này tiền có đủ kiếm 6 con cá không? Khó phết đấy. Chưa kiếm được 6 con cá thì 4 con cá trước cái đã. Căng quá nhờ. Round sau chúng ta có 20 tiền. 20 tiền mà kiếm được 6 con cá thì là không thể rồi. Đấy là điều không tưởng. 4 con thôi. Đồ ở đây tôi cũng có rất nhiều đồ kháng phép. Gần như là tất cả đồ đều là kháng phép. Tôi nghĩ là cũng sẽ ăn được thôi. Kẹp 4 cá vào thì chắc cũng chả cần 6 cá đâu. Ui anh em nhìn này. Lần đầu tiên thấy nó tung trưởng cùng nhau ấy. Đẹp quá đấy mà tôi. Một con cá. Ok, con thứ hai đi. Đây rồi. Đây rồi. Ok, 3 sao luôn này. Ok. Được chưa? 4 cá cái đã. Rồi. Chúng ta sẽ phải kéo cái con Shadow xuống thấp nha anh em nhá. Để ở trên cao ấy là cái con Phượng Hoàng nó hú vào là không tung một trưởng đâu. Ok. Tại sao tôi có BKB mà tôi vào một phát là tôi mất lửa cây hay sao? Điêu vậy. Thật sự như thế luôn. Rồi khỏe rồi anh em ạ. Đấy có cả 9m luôn mà. 5 rồng 9m luôn. 5 rồng 9m luôn. Spirit nữa. Vua lóc nữa. Căng vậy. Cái gì cũng có luôn. Bốn cá là cộng thêm những cái món đồ kháng này nó sẽ phải kháng đến 100% ấy. Chúng ta sẽ giảm kháng phép để tới 100% đam. Nhưng mà không hiểu sao lúc vào game tôi thấy vừa nãy nó mất lửa cây. Chả hiểu. Hay là lỗi tính đam nhỉ? Xe quạt thì nhìn không đẹp mắt như là để hai con hai sao kết hợp với mèo, nhưng mà tôi thấy là con này nó cũng xe quạt khá là nhanh, cooldown nhanh. Ok. Solo hộ cái. Solo. Đó, khỏe đấy. Nhưng mà chúng ta đánh ở level 10 anh em ạ. Đối thủ đánh ở level 12. Tối thượng thật sự luôn. Thiếu mỗi con rớt thôi. Cho con rớt vào thay cho con rớt so là xong. Cần gì rớt so tăng mana đâu. 5 rồng rồi thì cần gì. Cái, một cái nữa là cái con Shadow của tôi ấy, nó không nhấc được lên phía trên anh em ạ. Nó cũng làm thâm hụt cái lượng đam. Cái con Shadow nó phải đứng ở cái vị trí ở giữa cơ. Nhưng mà vì ở trên nó có cái con Phượng Hoàng ấy, nên là tôi không chơi được kiểu thế. Phượng Hoàng nó xòe quạt một cái, nó hú một cái là coi như là khỏi phải xòe quạt luôn. Rồi không sao, chúng ta vẫn đang chiến thắng. Rao này rao cuối rồi này. Rao trước đẩy 10 máu đúng không? Thế thì rao này bạn chết với tôi. Ok rồi đấy. 4 cá là được. Cứ tung trưởng mạnh là được. Tsunami nữa này. Quá ngon. Thiếu mỗi con ốc nữa thôi là chúng ta có 6 cá chắc chắn chúng ta ăn được. Thiếu con ốc anh em ạ. Lại Tsu. Ok.
Ê, căng đấy nhở. Xoay qua phát bay toàn bộ đội hình rồi này. À, kiếm hồn vẫn chơi được. Đấm chết nó. Ui, kiếm hồn chết luôn rồi. Ui, con ba con anh em ạ. Hỏng rồi, giết chết con đát đi. Ơ sao đứng im bên này. Ơ kìa. Chết rồi, đát nó thả cái bãi này vào đây toang rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Bật BKB lên. Ôi giời ơi. Con ai mà không. Cây nhờ. Cái quả xe quạt ấy, nó bị khựng lại do bị dính 9m cái hiệu ứng từ cái dệ gậy sét anh em ạ. Thế là bị có một quả là không xe quạt kịp để tiêu diệt con đát. Con đát nó vẫn còn sống, thế nó thả được cái bãi đi luôn. Ui chán thế. À, cứ tưởng là có một cái siêu phẩm cuối tuần, nhưng mà chính trận này căng thẳng thật sự luôn anh em ạ. Đây là chắc chắn là cũng sẽ là một cái video clip up lên cuối tuần thôi. Hay thật sự. Sự này căng thật. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em thẩm cho tôi cái clip bên trái với. Không hiểu tại sao tôi chơi Witcher tôi lại thua Clay được. Vô lý hết sức. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi cái bộ Insectoid nha anh em nhá. Insectoid kết hợp với mèo trong meta mới cũng rất là hay. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.